đoàn công tác thành phố Cần Thơ và các tỉnh phía Nam đã đến quần đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang để thăm động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các xã đảo. Hiện nay, quần đảo Nam Du có hai đơn vị hành chính cấp xã là An Sơn và Nam Du với hơn 1.100 hộ dân, trên 4.100 nhân khẩu. Tại xã đảo An Sơn, đoàn đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm đồng bào tử nạn do cơn bão số 5 vào đầu tháng 11 năm 1997. Tại đây, các đại biểu cũng tham gia các hoạt động giao lưu, gói bánh chưng đón Tết cùng cán bộ chiến sĩ các lực lượng trên đảo. Nhằm động viên chúc Tết tặng quà cán bộ chiến sĩ, các lực lượng trạm radar 600 thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân, đồn biên phòng 742 và trạm Hải đăng Nam Du, nhân dân hai xã đảo An Sơn và Nam Du. Đáp lại tình cảm của đoàn, đại diện cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo bày tỏ phấn khởi, hứa phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc an ninh vùng biển phía Tây Nam và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cũng đã gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các chiến sĩ là con em của thành phố đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị đóng quân trên quần đảo Nam Du.